Nó được gọi là imperative form. Imperative form là dạng câu mệnh lệnh, có nghĩa là động từ nguyên mẫu. Nếu mệnh lệnh phủ định, don't cộng với động từ nguyên mẫu. Ví dụ, if you see Tom, ask him to ring me. Nếu bạn thấy Tom, hãy bảo anh ấy gọi điện cho tôi. À, chúng ta thấy động từ đối với mình if là see, hiện tại đơn vì chủ từ là you, và ở đây là ask, câu mệnh lệnh. Chúng ta xem lại công thức của câu điều kiện là một. Đối với thì hiện tại đơn được chia ở trong mệnh đề if, còn đối với mệnh đề chính thì được sử dụng ở thì tương lai đơn will, shall, can, may, phủ định mình thêm not sau đó. Còn đối với động, chúng ta thêm động từ nguyên mẫu. Ngoài cách sử dụng thì tương lai đơn ra mệnh đề chính, còn có thể sử dụng ở thì hiện tại đơn nữa nếu nó diễn tả đối với một sự thật. Chúng ta còn có thể sử dụng imperative form là dạng câu mệnh lệnh đối với mệnh đề chính của câu điều kiện là một. Em có thể nhìn vào ví dụ thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái cách sử dụng của câu điều kiện là một này. Đó là những cái phần của câu điều kiện là một. Bây giờ còn câu điều kiện là như hai thì như thế nào? Tom doesn't study hard, so he can't pass the exam. Tom không học chăm chỉ, vì thế anh ấy không đậu kỳ thi này. Nếu Tom học chăm chỉ, anh ấy có thể đậu trong kỳ thi này. Thì đưa ra một giả định. Hoặc nếu thầy là Tom, thầy sẽ học chăm chỉ. If I were Tom, I would study harder. Nhìn vào câu điều kiện mở 2, ví dụ sẵn ở trên, chúng ta có thể biết được công thức của nó. Đối với mệnh đề if clause, if Tom studied hard, if I were Tom, thì chúng ta thấy nó được chia ở cái dạng là past substantive. Past substantive là một dạng giống như thì quá khứ đơn, có nghĩa là chủ từ cộng với động từ ed cộng 2. Thể phủ định chúng ta thêm nó, đặc biệt chúng ta mượn trợ động từ là didn't cộng với động từ nguyên mẫu. Còn lý động từ to be thì sao? Chúng ta phải chuyển thành were cho tất cả các ngôi. Thể phủ định mình thêm not sau chữ were not. Weren't. Were not. Weren't. Đối với mệnh đề chính, he could pass the exam. I would study harder. Thì chúng ta có thể nhận ra được đối với dạng của mệnh đề chính này là would, phủ định thì thêm not cộng với động từ nguyên mẫu. Không dùng would, chúng ta có thể dùng could, should hoặc là might. Và đương nhiên ở dạng phủ định chúng ta thêm not sau những từ đó. Cuối cùng là động từ cái dạng ở dạng nguyên mẫu. Cách sử dụng của câu điều kiện loại 2 như chúng ta đã nhớ trong tình huống trên là dùng để diễn tả một điều kiện hoặc một tình huống không có thật ở hiện tại, hay là một cái hành động trái với sự thật ở hiện tại. Em thân mến, vừa rồi chúng ta đã học xong câu điều kiện M1 và câu điều kiện M2. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cái bản tóm tắt này để nhận dạng ra được cái sự khác nhau của cả hai loại câu điều kiện trên. Đối với câu điều kiện M1, chúng ta dùng để diễn tả một hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Mệnh đề if của câu điều kiện M1 thì hiện tại đơn, có nghĩa là động từ chúng ta giữ nguyên đối với chủ từ số nhiều. Đối với chủ từ số ít chúng ta thêm s, es sau nó. Với thể phủ định chúng ta mượn cho động từ don't hoặc doesn't, nhưng sau đó động từ phải về dạng nguyên mẫu và động từ to be phải chuyển thành am, is, are. Thì tương lai đơn thì sẽ được dùng cho mệnh đề chính ở câu điều kiện M1 là chủ từ cộng với will hoặc shall. Chúng ta còn có thể sử dụng các models khác như là can, or, must. Và sau đó động từ phải là nguyên mẫu. Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả một hành động không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Đối với mệnh đề phụ được chia ở dạng past substantive, có nghĩa là chủ từ cộng với động từ ed cộng 2.
Để phủ định chúng ta mượn cho động từ didn't cộng với động từ nguyên mẫu. Và động từ to be chúng ta phải chuyển thành were cho tất cả các ngôi đó. Phủ định mình thêm not vào. Còn bài đề chính thì sao? À, chúng ta dùng would, could, or might. Phủ định mình thêm not sau những cái từ đó và động từ đưa về dạng nguyên mẫu. Nhìn lại công thức của câu điều kiện loại 1 và loại 2, chúng ta có một bài tập như sau. Use the correct tense. We have 1, 2, 3, and 4. Thì muốn chia đối với động từ trong mặt ở thì đúng với câu điều kiện này thì chúng ta cần phải xác định đó là động từ trong mặt này nó phải nằm ở mệnh đề nào, mệnh đề chính hay là mệnh đề phụ, và nó được chia ở câu điều kiện loại 1 hay là loại 2. Ví dụ thứ nhất, if I see him, chúng ta thấy đây là chữ see, là thì hiện tại đơn, tại vì chủ từ là chữ I, chúng ta động từ giữ nguyên. Và ở đây nó nằm ở câu điều kiện một loại 1. Vì thế bên này còn lại mình sẽ chia ở thì symbol future. Chúng ta sẽ dùng là chữ will give. If I see him, I will give him a gift. Number 2. If you took more exercise. Took là quá khứ better. Của động từ to take. Nó là dạng thì quá khứ đơn. Và đương nhiên nó nằm ở câu điều kiện loại 2. Mệnh đề còn lại chúng ta chia là would, should hoặc could cộng với động từ nguyên mẫu. Would feel. Vì thế chúng ta có câu if you took more exercise, you would feel better. Number 3. Were là động từ to be chuyển thành were cho cả các ngôi. Đây là câu điều kiện loại 2. Mệnh đề còn lại được chia đó là mệnh đề chính would, could or should. Nhưng chúng ta nhìn vào câu này chúng ta thấy có not. Vì thế chúng ta thêm would, should, could, thêm not sau những chữ đó. Wouldn't do. He would not do that if he were you. The last sentence, câu cuối cùng. We will. Will. Đây là viết tắt của chữ will. Thì tương lai đơn. Câu điều kiện là một, mệnh đề còn lại mình chia ở thì hiện tại đơn. À, chúng ta thấy động từ đây là động từ thường và nó có chữ not, vì thế mình muốn cho động từ là don't hoặc là doesn't. Và chủ từ chúng ta thấy đây là chữ it, vì thế chúng ta mượn cho động từ là chữ doesn't. If it doesn't rain tomorrow, we'll stay at home. Ngoài dùng chữ